Xin chào anh em, bên cạnh mình đây anh em có nhận ra logo của chiếc máy nào không? Đây là chiếc Helios 300 phiên bản năm 2020. Và sau thành công của phiên bản Helios 300 2019 được rất nhiều anh em quan tâm, thì nếu anh em đang lựa chọn một chiếc laptop gaming tầm trung cấp có thiết kế độc đáo, nổi bật, sang trọng với hiệu năng gaming cực kỳ mạnh mẽ trong tầm tiền khoảng 37 triệu đồng thì đây là một trong những sự lựa chọn rất đáng để anh em quan tâm. Vậy thì anh em hãy cùng mình tìm hiểu từ trong ra ngoài chiếc máy này. Và đặc biệt đừng quên mã giảm giá AZ300, giảm giá trực tiếp 300.000 khi anh em mua máy này tại cửa hàng laptop AZ. Về chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Xin cảm ơn. Và bây giờ thì bắt đầu video thôi. Như anh em có thể thấy là thiết kế hay là ngoại hình chiếc máy này thì chắc chắn là sẽ không có nhiều khác biệt gì nhiều so với Helios 2019. Mình sẽ đề cập một chút qua về phần logo này. Anh em thấy là logo năm nay sẽ không có cái phần là chữ Predator nữa. Cùng với đó là phần khe gió tản nhiệt cũng được ốp thêm một tấm kim loại, nhìn rất là sang trọng và cứng cáp luôn. Ngoài ra bên trong máy thì chúng ta sẽ thêm cái phần khe gió tản nhiệt được dập nổi đây, để giúp cho máy lấy được thêm nhiều gió hơn, tối ưu cho hệ thống tản nhiệt. Vậy thì thực tế ra sao? Thì anh em và mình hãy cùng đi tìm hiểu về cấu hình và hiệu năng của chiếc máy này nhé. Về phiên bản cấu hình mình đã có ở đây là sử dụng Core i7-10750H với 6x12 luồng cùng xung nhịp tối đa là 5.0GHz. Ngoài ra thì chúng ta có cả đồ họa RTX 2060 cao cấp của Nvidia, cùng với đó là 2 thanh RAM 8GB chạy dual channel để tối ưu hiệu năng tốt nhất cho cả đồ họa RTX. Và ngoài ra thì màn hình trên máy này chúng ta sẽ có là màn hình 144Hz với độ trễ là 30ms, cực kỳ là xịn sò. Ngoài ra cuối cùng là về bộ nhớ thì chiếc máy này đang có 512GB bộ nhớ. Và tất nhiên mình không ngần ngại test những tựa game nặng nhất hiện nay cùng setting ray tracing cao nhất với những tựa game cực kỳ nặng, và anh em hãy theo dõi sau đây để xem là những tựa game đó có làm khó được chiếc máy này không nhá. Và tất nhiên như anh em có thể thấy là với độ phân giải Full HD thì chắc chắn chiếc máy này hoàn toàn không gặp khó khăn. Và đặc biệt sau khi anh em theo dõi video thì có thể thấy được là hiệu năng của CPU cực kỳ giữ rất cao ở xung nhịp khoảng 4.3GHz. Nhưng có một điểm khá là hay trong tản nhiệt của năm nay. Năm trước Helios 2019 thì hãng họ đã undervolt sẵn trước khi bán ra cho sản phẩm cho người dùng chúng ta sử dụng đây. Nhưng phiên bản năm nay thì hãng lại không tiếp tục undervolt như vậy nữa. Mình không hiểu lý do vì sao. Nhưng không sao, hiệu năng của máy vẫn giữ rất tốt và ổn định. Và đây là điểm cộng của chiếc máy này. Như anh em thấy đây là hiệu năng chiếc máy này cực kỳ ổn định, FPS giữ rất đều, không hiện tượng tụt khung hình quá là sâu. Điểm cộng. Nhưng tất nhiên là với việc CPU hoạt động cao như vậy thì nhiệt độ chiếc máy này cũng khá là cao. Theo mình dao động thấy khoảng 85 đến 90 độ C, kể cả mình bật quạt turbo boost cực kỳ ổn. Mình không bật turbo boost được rồi, tại vì chiếc máy này mình chưa cắm sạc. Và khi cắm sạc anh em sẽ thấy được là quạt của chiếc máy này rất ổn. Nhưng tất nhiên là để đánh đổi cho hiệu năng của chiếc máy này thì đó là điều đương nhiên mà chúng ta cần phải cùng thừa nhận với nhau. Và để chi tiết về hiệu năng, về tản nhiệt và tiếng ồn của quạt ra sao ấy thì mình sẽ gửi anh em ở video tiếp theo thôi, ngay gần đây thôi, để xem anh em có được cái nhìn cụ thể nhất về hiệu năng chiếc máy này nhá. Nói chung, tổng quan lại, chiếc máy này là một chiếc máy thiên về hiệu năng ổn định cao, sự cơ bắp lớn của cấu hình với RTX 2060, Core i7 thế hệ thứ 10, không một tựa game nào có thể làm khó được chiếc máy này 100%. Và ngoài ra về khả năng nâng cấp chiếc máy này cũng cực kỳ thú vị. Ở phiên bản năm nay thì rất là tiêu chuẩn thôi. Và đến bên trong của chiếc Acer Helios 300 thì anh em có thể thấy được là chúng ta sẽ có 2 khe RAM, mình đã lắp dual channel 16GB, và anh em hoàn toàn có thể nâng cấp tối đa lên 32GB RAM. Ngoài ra về khả năng nâng cấp bộ nhớ thì chúng ta sẽ có 2 khe M2 NVMe. Ở đây mình đã lắp sẵn là một khe M2 NVMe với 512GB.
Ngoài ra thì ở bên dưới chúng ta sẽ có khe 2.5 để nghe nâng cấp HDD hoặc SSD. Về cánh quạt, về hệ thống tản nhiệt thì sao? Ở phiên bản năm nay thì được nâng cấp lên AeroBlade 10 thế hệ thứ 4. Thì đây là cánh quạt bằng nhựa, còn bên này sẽ được là cánh quạt kim loại. Bảo sao nghe rất là zin tai và rất là to luôn. Về hệ thống ống đồng tản nhiệt thì anh em thấy là rất là ổn định, rất là to, rất là thoải mái để sử dụng. Và đây cũng là yếu tố chính giúp cho máy có hiệu năng rất là cao. Cuối cùng chúng ta sẽ có khe Wi-Fi để anh em nâng cấp. Nhưng nói chung là với chiếc máy này thì cả Wi-Fi cũng rất là tốt rồi. Về thời lượng pin của máy thì anh em thì thấy là đây, đây là một thỏi pin có dung lượng khoảng 58 Wh. Ok, 58-57 Wh. Nói chung là một thỏi pin không quá lớn của chiếc laptop gaming mình. Và đó tất cả những gì bên trong của chiếc Helios 300 phiên bản 2020. Đó tất cả về hiệu năng, về phần bên trong của máy. Như anh em có thể thấy là phiên bản năm nay quá tốt rồi. Thì chúng ta sẽ phải quay đổi về một chút về cái thiết kế hay là về chất lượng thiện máy đi. Liệu năm nay có sự khác biệt gì nhiều so với Helios phiên bản 2019 hay không? Thì ở thiết kế thì như mình đã nói ở đầu video, anh em thấy là logo của năm nay không có dòng chữ Predator, chỉ một logo phát sáng và hình Predator đấy thôi. Nhìn rất là đẹp và nhìn rất là tinh tế. Ngoài ra thì ở phần lưng máy chúng ta sẽ thêm hai đường gân này, màu xanh nhưng không có phát sáng, hơi buồn đúng không? Nhưng mà nhìn rất là hầm hố. Ngoài ra về phần khe gió tản nhiệt, anh em có thể thấy là năm nay vẫn được làm cách điệu hình lục giác. Cùng với đó là thêm một cái tấm ốp kim loại đây, nhìn cực kỳ là cứng cáp và chắc chắn anh em ạ. Nhìn đẹp thực sự luôn, tạo cái điểm nhấn ở phần đằng sau máy. Vậy bây giờ mình sẽ xoay cho anh em chiếc máy này để anh em nhìn rõ hơn nhé. Đây, màn hình của máy với viền bảo ở cái hai cạnh này thôi. Viền trên theo mình đánh giá là hơi dày một chút. Ngoài ra viền dưới cũng hơi dày một chút, là nơi đặt dòng chữ Predator. Ở phần trên chúng ta sẽ có logo, xin lỗi bạn, là về phần webcam và micro thoại ăn tiền. Ngoài ra thì phần chiếu nghỉ tay đây, như mình đã nói trước là có thêm cả cái phần dập dập ở đây. Mình không biết mô tả như nào, dập hình thang, có thể gọi là dập hình thang, thì sẽ giúp cho máy lấy thêm nhiều không khí để giúp cho hệ thống tản nhiệt của máy hoạt động tốt nhất. Ngọt. Ở phần bàn phím anh em thấy là RGB chạy dọc rất đẹp luôn. Phần touchpad của máy điện cắt diamond cut CNC cực kỳ là tinh xảo, nhìn tạo ra cảm giác rất là cao cấp. Ngoài ra thì phần đây, phần chiếu nghỉ tay anh em thấy là phần viền máy cũng được cắt diamond cut luôn, tạo ra cái điểm nhấn cho sản phẩm cực kỳ cao luôn. Mình đánh giá rất cao của phiên bản năm trước Helios 2019, vừa hài hòa giữa một thiết kế gaming gai góc, mạnh mẽ và cường cái điểm nhấn của sự sang trọng, điểm cộng quá lớn luôn. Và ok, đó, quay về thiết kế thì có lẽ là nhân vật năm nay chúng ta sẽ thêm một vài sự thay đổi như là mặt lưng, khe gió tản nhiệt và phần bên trong chiếu nghỉ tay máy. Hết. Chúng ta sẽ nói về qua về hệ thống hoàn thiện của máy như sao, về chất lượng khung máy thì như nào. Ở phiên bản năm trước thì chúng ta có mặt lưng bằng kim loại, thì phiên bản năm nay cũng như vậy, mặt lưng bằng kim loại này, chiếu nghỉ tay bằng kim loại này. Ok, về độ chắc chắn thì mình đánh giá là khoảng 8/10 điểm, cực kỳ cứng cáp luôn, mình không điểm gì để chê cả. Có một điểm mình chê cho phiên bản năm nay là phiên bản về bản lề. Thực ra thì bản lề máy vẫn cho gập mở giá khá là tốt đấy, nhưng mà bản lề thì theo mình thấy là hơi yếu, vẫn khá bị sập đấy, bị sập khá là sâu. Và hy vọng là trong phiên bản tiếp theo thì Acer họ tiếp tục cải thiện thêm về bản lề. Và một điểm nữa mà mình muốn đề cập đến anh em là cái phần hoàn thiện về khung máy bên trong. Ở cái phần chiếu nghỉ tay với phần khung máy ở dưới này, cái phần này này, thì hãng họ vẫn làm hơi hở một chút. Mình hy vọng là phiên bản năm sau họ sẽ làm kín hơn nữa để giúp cho máy nhìn trông thanh thoát, trông tổng thể hài hòa nhất, liền mạch nhất có thể. Ok, và đó chất liệu hoàn thiện của máy. Theo mình đánh giá chất lượng thiện máy là rất là tốt. Có một điểm trừ như anh em thấy đấy là về phần bản lề thì họ cần làm chắc chắn hơn một chút nữa để giúp cho chúng ta có cảm giác an tâm nhất khi mà sử dụng. Có một điểm khá là hay mà mình quên không nói với anh em là phần lớp phủ làm được rất là mịn luôn, đặt tay lên rất phê, anh em thấy không? Đấy. Nhưng mà rất dễ để lại dấu một vân tay và rất khó để lau. Nói chung anh em sẽ phải lưu ý trước khi sử dụng thôi, rất là dễ để lại vân tay mồ hôi rất là nhanh. Về màn hình của máy cũng là điểm khá là hay đấy. Mình muốn nói đây là màn hình 144Hz 30 giây độ trễ. Đây không phải một màn hình ép zoom gì cả, đây là một màn hình 144Hz thật luôn. Tấm nền IPS, độ phân giải Full HD. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có màn hình là phổ bầu 96% sRGB, 75% Adobe RGB. Độ sáng là 300 nit, cùng với đó là tương phản là 1000:1. Mình đã đo với Delta E là khoảng 1.88. Theo mình thấy đây là một chiếc máy sử dụng cho kể cả đồ họa rất là tốt, gaming đều cực kỳ ổn. Anh em edit video, chỉnh sửa trên chiếc màn hình này rất vô tư. Ở xung quanh máy thì ở phiên bản năm trước mình có hay chê là cái phần nút nguồn họ đang đặt ở bên trái máy này này. Thế nên là khi mà vắt lên sẽ che phần khe gió tản nhiệt và nói chung là nhìn về thẩm mỹ không cao. Ở phiên bản năm nay sẽ có một sự thay đổi hơi nhỏ nhỏ nhưng mà rất là đáng tiền. Đây là phần đằng sau máy, anh em có thể thấy là cổng nguồn nó đã đặt về phía sau thay vì cây gậy phải như là phiên bản năm trước.
để giúp cho máy khi anh em sử dụng thì sẽ đi dây gọn gàng và tiện lợi hơn. Đây là một điểm cộng rất lớn về cổng kết nối. Ngoài ra thì sang kem cạnh trái của máy, chúng ta thể thấy là một cổng khóa Kensington, ở dưới là cổng RJ45 và hai cổng USB 3.1. Ngoài ra thì có một jack combo tai nghe 3.5 để anh em sử dụng. Và cuối cùng là gạnh phải máy. Ở gạnh phải máy thì vì có cổng nguồn ở phía sau rồi, thế nên năm nay chúng ta sẽ có thêm một cổng MIDI DisplayPort, một cổng HDMI, một cổng USB A 3.1 và một cổng USB-C hỗ trợ là USB-C 3.2. Rất là hay đúng không? Nhưng mà hơi đáng tiếc là không có Thunderbolt 3. Không sao, đó là tất cả những gì về cổng kết nối trên chiếc máy này. Ngoài về cổng kết nối ra thì bàn phím mà năm nay thì theo mình thấy không sự thay đổi quá lớn. Bàn phím được làm với viền trắng này, đã lưu ASD cùng phím điều hướng được làm cách điệu một chút, nhìn rất là đẹp. Chúng ta vẫn có RGB 4 vùng, chạy rất là mượt. Anh em có thể điều chỉnh những cái hiệu ứng ở trong phần mềm là Predator Sense của hãng, nhìn rất là trực quan và rất là dễ đơn giản để sử dụng. Về touchpad của máy thì theo mình thấy là diện tích bề mặt thì rất là rộng rãi, lớp phủ ở trên thì là nhựa mịn thôi. Mình chưa đánh giá quá cao về độ chính xác, nhưng nói chung là về trải nghiệm của nó thì rất là thoải mái thôi. Windows Vision hỗ trợ rất là tốt và mượt mà. Nói chung là với touchpad của laptop gaming thì anh em cắm chuột vào sử dụng thì theo mình thấy sẽ tiện hơn rất là nhiều đấy. Về loa của máy thì mình đánh giá là ở mức âm lượng đủ dùng. Tuy nhiên thì hơi thiếu cái giải âm trầm để nghe nhạc sập sình. Nhưng mà có thể nói là ở mức đủ dùng rồi. Nhưng mà chiếc laptop gaming trung cấp thì mình không quá đòi hỏi quá cao đâu. Ok, về pin của máy thì với một chiếc máy có trang bị cấu hình mạnh như này, Core i7 này, RTX 2060 này, màn hình 144Hz này, độ sáng 300 nits, thì mình sử dụng vào khoảng 2 tiếng 15 phút đến 2 tiếng rưỡi cho độ sáng tối đa, là mức pin có thể nói là mức khá thôi, không được quá là xịn sò. Nhưng mà thôi, với một chiếc laptop gaming thì đấy là điểm mà chúng ta cần phải chấp nhận. Và tổng kết lại, đây là một chiếc laptop mà theo mình đánh giá rất cao về sức mạnh cơ bắp, đi đường trường cực kỳ thoải mái, hiệu năng cao, giữ ổn định tốt, chơi game cực kỳ mượt mà và không có điểm gì để chê về hiệu năng chiếc máy này cả. Có chê là vì phần tản nhiệt của máy có hơi ồn một chút, nhưng đó là điểm mà chúng ta cần phải đánh đổi cho một chiếc laptop gaming trung cấp như này. Và về bản H19 thì anh em có thể thấy được là mình cũng đã review rồi, cũng rất là ưng về chiếc máy này rồi. Thì phiên bản năm nay với những sự thay đổi nhỏ nhặt như vậy thôi, nhưng mà theo mình đánh giá được là cái trải nghiệm chơi game mình càng ngày càng tốt hơn nữa. Và mình rất là hài lòng khi mình sử dụng chiếc máy này trong khoảng 2 đến 3 ngày vừa rồi. Và hy vọng là chiếc máy này anh em có thể là tham khảo tại cửa hàng Tô Z với mã giảm giá AZ300. Về chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi đến hết video. Bye bye, xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye.